Chủ tiệm vàng Phúc Hằng vừa bị bộ công an phát lệnh truy nã để điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương liên quan, trong đó liên quan đến vụ buôn lậu 198 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam xảy ra vào năm 2022. Trước đó ngày 28 tháng 9 năm 2022, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam với quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài. Riêng trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2022, Nhóm nghi phạm trong đường dây này đã nhập lậu 198 kg vàng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Thanh Hằng, 63 tuổi, quê quán ở Đông Hưng Thái Bình, thường trú quận Hoàn Kiếm Hà Nội, chủ tiệm vàng Phúc Hằng về tội buôn lậu. Thời điểm tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng này, bà Hằng đã bỏ trốn. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu đã phát lệnh truy nã và yêu cầu bà Hằng tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa cho mình. Trường hợp bà Hằng không ra trình diện hoặc không đầu thú thì coi như tự từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật. Bộ Công an cho biết đây là đường dây buôn lậu rất lớn liên quan đến nhiều đối tượng. Trên nhiều tỉnh thành với thủ đoạn thiết lập đường dây khép kín, thu mua gom ngoại tệ từ Việt Nam chuyển qua Campuchia để mua vàng về Việt Nam tiêu thụ. Đến nay đã thu giữ 103 kg vàng hơn 2,8 triệu đô la Mỹ và 26,7 tỷ đồng cùng các phương tiện, thiết bị, vật chứng có liên quan.